棒。贝贝灯。Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hồ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi. Giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn sư tử châu đâu đâu tu đâu giờ thì đã châu đâu đâu tu đâu chẳng còn đau châu đâu đâu tu đâu chữa xong rồi. Cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau. Tôi đau ở đùi khi đi bắt cá nè. Au. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi, đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. 1 2 3. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn, đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng, ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi.
ơi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ow, 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 ow. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại, để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn bao đốm chu đu đu tu đu, giờ thì đã chu đu đu tu đu, chẳng còn đau chu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Vết thương dưới chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ? Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi. Chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi, ta cần lấy băng vải để băng lại nữa. Vậy là đã chữa xong rồi, bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi, bạn gấu cười lại rồi kìa. Là bạn gấu, giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé, đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau, cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Cá mập ba, cá mập ba, cá mập ba, du
nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Alo? Bác sĩ ơi, khỉ con đang nhảy trên giường kia kìa. Ôi không, nhảy ở trên giường nguy hiểm lắm đó. Kìa nhìn xem khi con đang nhảy trên giường. Ôi ngã rồi ngã ngay xuống sàn. Ôi đau quá đi. Ôi không, khỉ con à, mời tới bệnh viện đi nào. Khỉ con số 1, xin mời vào. Cùng nhau chữa bệnh cho khỉ con nhé. Trước tiên, mình cần xem qua bên trong đầu của bạn ấy. Được rồi, mình sẽ chụp một bức ảnh nhé. Tụi mình sẽ chữa để bạn không thấy chóng mặt nữa. Tuyệt! Ta hãy kiểm tra xem đã khá hơn chưa nào. May quá, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều đó. Bạn cần được truyền dịch và nghỉ ngơi ở đây một tí nè. Hả? Cái nào là túi truyền dịch đây? Có phải cái ở trên không? Ôi, chóng mặt quá. Ồ, là một cái bong bóng, không phải túi truyền dịch. Xin lỗi, mình sẽ tìm ra túi truyền dịch ngay thôi. Khỉ con ơi, bạn thấy sao rồi? Mình vẫn thấy chóng mặt và đau đầu lắm. Mình nghĩ bạn cần một ít thuốc nữa. Các bạn, ta cần tìm một viên thuốc có hình rắn ốc và viên thuốc khác có hình sấm sét. Hãy giúp mình nhé. Được rồi. Hả? Bạn thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa? Bạn khi con giờ thì đã khỏe mạnh hơn, chữa xong rồi. Wow, mình không còn chóng mặt nữa. Từ giờ trở đi, đừng nhảy trên giường nữa nhé. Mình nhớ rồi. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Mình ngã xuống đất khi nhảy trên giường. Đôi của mình à. Mày là bạn đã bị đau ở đuôi. Mau mau giúp mình nào. Ôi ôi ôi. Đừng lo lắng nè. Tụi mình sẽ giúp bạn mau khỏe lại. Trước hết, hãy chụp X quang để xem đuôi của bạn có sao không nhé. Mình chuẩn bị chụp nhé. Mình sẽ đếm đến 3, đừng chuyển động nhé. 1, 2. Bác sĩ ơi, mình sợ quá. Ồ, bạn đừng sợ, không có đau đâu. Chỉ chụp một cái là xong ngay thôi. Được rồi, mình chuẩn bị chụp đây. 1, 2, 3. Ôi không, xương đuôi của bạn bị gãy rồi. Chắc là đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn nắn xương lại nhé.
Giỏi lắm. Giờ ta hãy chụp X-quang thêm lần nữa để xem xương đã ổn chưa nhé. Wow, xương của bạn đã trở lại bình thường rồi. Mình không sao rồi hả? Đúng vậy, giờ thì ta sẽ bó nẹp để cố định đuôi lại cho xương mau lành nhé. Bó nẹp đuôi, xong rồi. Cuối cùng, bằng cái đuôi lại nào. Wow, những trái tim dễ thương kìa. Y tá rất mong bạn sẽ mau khỏe đó, khỉ con à. Bạn khỉ con, tu đu đu tu đu, giờ thì đôi, tu đu đu tu đu, chẳng còn đau, tu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Nhớ là hãy cẩn thận với cái đuôi của bạn trong thời gian này nhé. À hả? Đau quá. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã ngã cái mông xuống sàn. Đau quá. Bạn đã bị thương ở sau cái mông. Ôi ôi, nhức quá, đau quá đi. Mông của khỉ con bị bầm rồi kìa. Cùng chữa trị nhanh nào. A, à, vi khuẩn kìa. Hãy xét trùng trước nào. Tiếp theo, hãy thoa thuốc lên. Nào, hãy dán băng cá nhân lên để vết thương không trở nặng nhé. Nhưng mông của bạn vẫn còn bầm. Hãy cùng chườm đá lạnh để giúp cho nó hồng hào trở lại nhé. Có tới 2 túi đá. Các bạn, ta nên chọn túi nào đây? Được rồi, hãy chọn cái túi thứ 2 nào. Đó không phải là túi đá, đó là xà phòng. Xin lỗi, mình sẽ tìm lại túi đá khác cho bạn ngay. Đây, tôi đã tới rồi đây. Lạnh quá. Mau lành quá đúng không? Mông của khỉ màu đỏ. Bạn khỉ con, tu đu đu tu đu, giờ thì mông tu đu đu tu đu, chẳng còn đau, tu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Wow, giờ mình có thể nhảy bằng mông luôn nè. Nó không còn đau nữa rồi. Được rồi mọi người, nhớ lời mình dặn hôm nay chứ. Không được. Nhảy trên giường nữa. Các bạn nhớ chơi đùa thật vui và an toàn. Lần sau cùng giúp mình trị bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Chúa tể của rừng xanh, hãy nhìn hàm răng của ta, răng nhọn của ta. Và sau khi muông thu thấy khuôn mặt ta, chúng sẽ chạy đi chôn ta liền. Người người xem ta như chúa tể của rừng xanh, hãy xem bờ và đuôi của ta, xem bờ và đuôi của ta. Nhìn xem ta đây vơi bước đi thật oai. Là chúa muôn loài. Là khi con banana
khi banana na na chúi to đây. Là khi ba banana na na, là khi ba banana na na, là khi ba banana na na chúi to đây. Ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na, ba khi đây banana na na chúi to đây. Là khi ông banana na na, là khi ông banana na na, là khi ông banana na na chúi to đây. Chuối banana na na, thật nhiều chuối banana na na, thật nhiều chuối banana na na, banana. Cùng ăn chuối banana na na, cùng ăn chuối banana na na, cùng ăn chuối banana na na, ăn chuối nào. Thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, ăn chuối nào. Nàng đồng ý kết hôn với anh không? Nàng công hỡi kết hôn với anh không? Một chàng công vì phải chính anh. Nào nhìn mà xem anh có chiếc đuôi rất đẹp, ta sẽ hạnh phúc biết bao. La 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 la. Nàng này kết hôn với anh không? Một chàng này bánh trai. Nhìn sừng của anh to nhất luôn nè, mang cho em những nụ cười. La 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 la. Nàng sư tử hơi kết hôn với anh không? Mạnh khỏe nhất chính anh. Nhìn bầm anh đi không có ai bằng, bên anh em chưa lo. La 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 bao săn, nào cầm tay ta ca múa hát khúc ca bao săn. Đâu bao săn ở đâu? Đâu bao săn ở đâu? Tôi là bao săn, tôi sống xưa vùng thật hoang vu. Ta dạo chơi, ta vui đùa, nào cùng nhau đi xa. Chạy nhanh thật là nhanh, tôi nhanh thật là xa. Ta dạo chơi, ta vui đùa, nào cùng nhau đi xa. Những chấm đen, vuốt sắc nè, đuôi đẹp và dài, ngôi sao thời trang. Tôi là bao săn, tôi chăm con mình rất tốt. Ta dòng chơi, ta vui đùa, nào cùng nhau đi sao. Tôi thích trèo cao để có thể nhìn thật xa. Ta dòng chơi, ta vui đùa, nào cùng nhau đi sao. Các bạn ơi, giúp
chúng tôi. Ồ, đó là cá mập bà và cá mập ông. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đêm qua, một số con khỉ cướp biển xấu xa đã đưa cá mập mẹ, cá mập bà và cá mập con vào rừng. Nếu chúng ta không giải cứu họ ngay bây giờ, gia đình tôi có thể gặp nguy hiểm lớn. Hãy cứu gia đình cá mập của chúng tôi. Ôi không, Ping Pong, các bạn ơi, hãy đi tìm gia đình cá mập trong khu rừng. Trước tiên, hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Ồ, có một cái đuôi màu hồng đang di chuyển ở đây. Đó có thể là ai? Tôi đã cố gắng bắt vài con cá, nhưng đã bỏ lỡ chúng vì bạn đó, Ping Pong. Đó là bạn chim hồng hạc. Xin lỗi. Đây có thể là cá mập mẹ. Chào Ping Pong, đây là tai của tôi. Đó là một chú voi hồng. Cá mập mẹ đâu nhỉ? À ha, mình đã tìm được cá mập mẹ. Đúng rồi, đó là tôi, cá mập mẹ. Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi. Tôi nghĩ cá mập bà ở quanh đây. Bạn có thể giúp tôi tìm anh ta không? Chắc chắn rồi, hãy tìm cá mập bà ngay bây giờ. Bạn có thấy không cá mập bà, đuôi xanh cá mập bà. Bạn có thấy không cá mập bà, đuôi xanh cá mập bà. Cá mập bà sẽ ở đâu đó quanh đây. Các bạn, mình thấy hai cái đuôi màu xanh ở đây. Cái nào là cá mập bà? Đây, hãy cùng nhau gọi cá mập bà nhé. Cá mập bà, bạn có ở đây không? Đúng rồi các bạn, bây giờ các bạn có thể giúp tôi xuống khỏi cái cây này được không? Làm thế nào chúng ta có thể giúp cá mập bà leo xuống cây nhỉ? Tôi sẽ giúp bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cá mập mẹ du 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 du, cá mập ba du 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 du, họ ngay đây du 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 du, họ ở đây. Wow! Bây giờ chúng ta sẽ tìm cá mập con nhé. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Ồ, ai đây? Tôi là một con báo, tôi sẽ cho bạn thấy tôi nhanh như thế nào. Wow, thật là tuyệt vời. Cá mập con có thể ở đâu? Ồ, chúng tôi đã tìm thấy cá mập con. Ha ha, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt được Ping Pong. Rất tốt. Yo ho ho, tôi sẽ có một buổi tiệc lớn với bạn bè của tôi tối nay. Ồ không, có ai có thể giúp chúng tôi không? Ồ, có một cái đuôi lấp lánh ở đằng kia. Ping Pong, hãy thử kéo cái đuôi đó. Cậu lại làm điều xấu xa nữa à, khỉ cướp biển. À, đó là sư tử, vua của rừng xanh. Chà, kết thúc rồi. Cảm ơn ngài sư tử rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng lo lắng, tôi thay mặt cho lũ khỉ gửi lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ mắng con khỉ để nó không làm như vậy nữa. Cá mập con chu 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 chu, cá mập con chu 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 chu, bà ngày đây chu 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 chu, chú ở đây. Wow! Cá mập mẹ, cá mập ba và cá mập con, bọn họ đã trở lại biển. Làm tốt lắm mọi người ơi! Ping Pong, các bạn ơi!
ơi, nhờ có các bạn mà cả gia đình chúng tôi đã trở lại biển. Cảm ơn Bình Phong, cảm ơn các bạn. Làm tốt lắm mọi người, chúng ta sẽ đi bơi, phải không? Yay! Là thú vị. Wow, hãy vui vẻ nào. Wow, hãy vui vẻ nào. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hả? Ồ, mình nghĩ những người bạn bị bệnh đã tới rồi. Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Ồ, các bạn, cùng bắt đầu trị bệnh ngay nào. Người đầu tiên, cá mập bà, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã lỡ ăn quá nhiều bánh xò. Ngoằm ngoằm, ôi bao tử của tôi. Bạn đã bị đau bao tử vì ăn quá nhiều. Ôi, 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 bao tử của tôi. Đừng lo, con sẽ giúp bà thấy khỏe trở lại. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau giúp cá mập bà thấy khỏe trở lại nhé. Ôi, bao tử của tôi. Cố gắng nào, cá mập bà. Tụi con sẽ giúp bà chữa bệnh, sẽ đỡ ngay thôi. Cùng nhau khám bao tử cho bà nhé. Ống nghe của mình đâu rồi nhỉ? Xem nào. Trái tim thì bình thường nè. Ôi không, mình nghe thấy tiếng bụng sôi rồi nè. Không được rồi. Y tá, chuẩn bị mũi tim nào. Tim sao? Ôi trời. Đừng lo mà, sẽ không đau tí nào đâu. Sẽ nhanh thôi mà. 1, 2, 3. Ôi ôi, bà xin lỗi. Đừng lo ạ. Cuối cùng, con sẽ cho bà uống thuốc nhé. Y tá, hãy chuẩn bị thuốc bột nào. Hãy mở gói thuốc ra nào. Cẩn thận pha thuốc với nước nhé. Và... wow, thuốc đã pha xong rồi. Các bạn, chỉ uống thuốc khi được bác sĩ chỉ định thôi nhé. Và chỉ ăn một lượng vừa đủ thôi. Nhớ chưa nào? Nào, uống thuốc đi, cá mập bà. Ồ, đắng quá đi. Ồ, bao tử khỏe hơn rồi. Cá mập bà, tu 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 tu, giờ bao tử tu 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 tu, chẳng còn đau tu 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 tu, tiêu hóa hết rồi. Bà thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn rất nhiều, thật là nhẹ bụng. Vui quá đi, từ giờ bà nhớ ăn chậm và nhai kỹ nhé. Xin mời người tiếp theo. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Ôi ôi, đau đau, tôi đau họng. Vậy là bạn đã ăn cá măng xương. Ôi ôi, đau ghê, đau lắm nè. Ồ, hãy cùng lấy xương cá ra nhanh nào. Hãy cùng rọi đèn pin để tìm xương cá và dùng nhíp để lấy nó ra nhé. Sẵn sàng rồi. Cá mập ong, nói a đi nào. À... các bạn, hãy nhanh tay lấy những cái xương cá làm đau cá mập ong ra nào. Tìm được rồi. Từ từ thôi. Làm được rồi.
còn một cái nữa kìa. 1, 2, 3. Tìm được một cái nữa nè. Đã lấy được hết xương ra rồi. Ôi không, nhìn kìa, có nhiều vết thương quá đi. Hãy cùng thoa thuốc nào. Chậm thôi. Và cẩn thận nào. Xong rồi. Đã chữa xong rồi. Cá mập ong chu đu đu tu đu nhận xương cá chu đu đu tu đu ở hồng ong chu đu đu tu đu lấy ra rồi. Ahem, không còn đau nữa rồi. Thật may, khi ông đã nhanh chóng đi tới bệnh viện. Những vết thương trong họng có thể trở nặng nếu để quá lâu đó. Cảm ơn rất nhiều. Người thứ ba, cá mập đầu búa, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ôi ôi, tôi đã nằm vào tang đà nè. Là con trai. Ôi ôi. Đầu bạn bị sưng to chắc rất đau. Ôi 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 ôi, rất đau. Mặt của tôi. Ôi không. Sẽ ổn thôi. Các bạn hãy giúp cho đầu của cá mập bớt sưng nào. Đầu tiên, hãy chườm đá lên chỗ bị sưng. Mình đã chuẩn bị túi đá để chườm cho bạn. Hả? Có đến 2 túi đá. Các bạn nghĩ mình nên dùng cái nào đây? Hãy dùng túi đá màu đỏ, có những hoa văn đẹp kia nào. Đây. À, nóng quá. Ôi, đây là túi chườm nóng. Mình xin lỗi. Mình sẽ đổi sang túi đá lạnh ngay. Sẽ mát lạnh ngay thôi. Lạnh quá. Cố gắng một chút nha. Chỗ bị sưng đang xẹp lại rồi. Được rồi, cùng thoa thuốc lên thôi nào. Ta hãy dùng một đầu tăm bông để lấy một ít thuốc nhé. Và giờ, cẩn thận thoa thuốc lên chỗ bị sưng nè. Bạn dũng cảm lắm. Mình sẽ dán băng cá nhân lên vết thương. Các bạn, ta sẽ chọn hình nào nè? Hình ngôi sao lấp lánh hả? Được thôi. Rồi, bạn thấy thế nào? Hả? Mình nghĩ mình đã khá hơn rồi. Cá mập đầu búa, tu 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 tu, giờ thì đã tu 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 tu, chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, cảm ơn đã chữa cho mình hết đau nha. Về cẩn thận nhé mọi người, nhớ giữ sức khỏe nha. Ô, cảm ơn rất nhiều. Các bạn, lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Được chứ? Tạm biệt. Ra đây cùng nhau xem nào. Ra đây bạn ơi. Ra đây cùng nhau xem nào. Mùa hát thôi nào. Ta cùng nào cùng nào cùng hát lên. Leo lên cành cây. Cùng hát mùa hát mùa hát bên nhau. Cánh đu trên cây. Tôi chẳng phải Cinderella. Thế nhưng mà tôi thích Vanilla. Tôi là Rilla, 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 Gorilla, yeah! Gorilla, 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 ta cùng nào cùng nào cùng hát lên. Cùng hát mua hát mua hát bên nhau. Trong ơi vang lên. Tôi chẳng phải Cinderella. Thế nhưng mà tôi thích Vanilla. Tôi là Rilla, 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 Gorilla, yeah! Ra đây cùng nhau xem nào.
bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Không biết hôm nay ai sẽ tới khám bệnh đây? Hả? Ồ, mình nghĩ một vài người bạn bị bệnh đã tới rồi. Ôi không, cho mọi người bệnh nặng quá, phải vào chữa bệnh nhanh thôi. Theo mình nào, các bạn. Người đầu tiên, cá mập mẹ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã vô tình bị bỏng nước sôi. Vây của cá mập mẹ sưng phồng lên rồi. Y tá, hãy sẵn sàng công tác chữa trị nào. Các bạn, chúng mình cùng nhau giúp cá mập mẹ thấy đỡ hơn nha. Cá mập mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Tụi con sẽ chữa cho mẹ, mẹ sẽ thấy đỡ đau hơn. Đầu tiên, cùng làm mát chỗ bị phỏng dưới vòi nước sạch. Ồ, có tới 2 cái vòi nước kìa. Nên dùng cái nào đây? Cái đầu tiên hay cái thứ hai? Được rồi, cùng thử cái thứ hai nhé. Hả? Sao nước không chảy ra gì hết vậy? Ôi trời, sợ quá đi. À, là một con rắn đáng sợ. Con xin lỗi cá mập mẹ, con sẽ chữa lại cho mẹ ngay. May quá đi, vây của cá mập mẹ đỡ phồng rồi. Nào, cùng thoa ít thuốc mỡ lên chỗ bị phồng nước nhé. Ôi, âu, âu, âu. Ôi không, có đau lắm không mẹ? Cố gắng xíu nhé. Wow, chỗ phòng nước đã xẹp rồi. Cuối cùng, hãy băng vết thương lại để không bị nhiễm trùng nhé. Các bạn, cùng chọn một màu yêu thích nào. Màu cam hả? Được thôi. Xong rồi. Cá mập mẹ đúng là dũng cảm. Nó sẽ không đau nữa đâu. Giờ thì chẳng chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá và các bạn à, cảm ơn nhiều lắm. Thật vui khi mẹ đã đỡ hơn. Lần sau nhớ cẩn thận với nước nóng để không bị đau nữa nhé. Người thứ hai, Ping Pong, xin mời vào. Chữa trị cho Ping Pong thật nhanh để vết thương không trở nặng nhé. Cố lên nhé Ping Pong, mình sẽ giúp bạn thấy đỡ hơn nè. Các bạn hãy cùng làm sạch vùng da xung quanh vết thương trước nhé. Ôi đau quá. Sạch sẽ rồi. Ồ, bạn làm tốt lắm. Cùng thoa thuốc lên nào. Vết thương sắp lành rồi nè. Hả? Cuối cùng, chúng ta hãy dán băng cá nhân lên vết thương nhé. Ping Pong, bạn thích loại băng cá nhân nào? Mình muốn cái băng có hình khủng long.
Pin Phong đã khá hơn rồi. Pin Phong, tu 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 tu, giờ thì chẳng tu 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 tu, chẳng còn đau tu 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 tu, chữa xong rồi. Cảm ơn các bạn. Giờ mình có thể đi chơi được rồi. Tụi mình rất vui khi Pin Phong đã cảm thấy khỏe hơn. Người thứ ba, cá mập ba, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi ho, sổ mũi, tôi đã bị cảm rồi. Ôi lạnh quá. Ồ, hình như bạn đã cảm rất nặng. Ôi không, ôi không. Achoo. Các bạn, hãy cùng nhau chữa trị để cá mập ba có thể khỏe lại nhé. Hãy dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cá mập ba trước nào. Ôi không, ba đang bị sốt cao. Hãy mau hạ nhiệt độ của cá mập ba xuống nào. Ôi, chúng ta hãy xử lý nước mũi màu vàng đi nào. À, quái vật nước mũi. Cùng loại bỏ quái vật nước mũi nhanh nào. Wow, quái vật nước mũi đã bị hút sạch rồi. Y tá, bạn làm tốt lắm. Cá mập ba có sao không? Các bạn cùng chữa viêm họng cho cá mập ba nhé. Ôi không, vi khuẩn xấu xa. Hãy tiêu diệt những tên vi khuẩn này bằng cách xịt thuốc nào. Woohoo, vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, ba cần được tiêm một mũi thuốc nữa là xong. Y tá ơi, hãy chuẩn bị ống tiêm nào. Khoan đã, tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi. Đừng lo, cá mập ba nè. Bạn y tá sẽ đảm bảo mũi tiêm không đau đâu. Chỉ châm chích một tí thôi nè. Wow, xong rồi nè. Hả? Không thấy đau xíu nào luôn. Mập ba, tu du du tu du, giờ thì đã tu du du tu du, khỏe mạnh hơn tu du du tu du, chữa xong rồi. Tôi thấy khỏe rồi, bệnh cảm đã hết rồi. Thật vui khi thấy mọi người đã khỏe hơn. Ô, cảm ơn bác sĩ và y tá. Các bạn, cảm ơn rất nhiều vì đã cùng mình chữa trị cho các bệnh nhân hôm nay. Lần sau, hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Đẹp tuyệt vời, sọc đen và trắng tinh. Tôi đây là ngựa vằn. Xem tôi đây thật xinh đẹp đáng yêu. Tôi đây là ngựa vằn. Tôi đứng kế chúa sơ lầm mà ông ta chẳng tìm thấy tôi, bởi vì trông tôi như những phim đàn. Tôi đây là ngựa vằn. Tôi lao nhanh qua đồng cỏ xanh. Tôi đây là ngựa vằn. Đừng gọi tôi là ngựa, tôi không phải ngựa bình thường. Tôi đây là ngựa vằn. Rồi cứ bám lấy đuôi tôi mà sao chẳng thấy tôi, bởi vì trong tôi như những phim đàn. Tôi đây là ngựa vằn. Bởi vì tôi đây là ngựa vằn. Tôi đây là ngựa vằn. Bởi vì tôi đây là ngựa vằn. Tôi đây là ngựa vằn. Ngựa vằn. Đây là hoang mạc của châu Phi. Wow, nhìn kìa, mái nhà chung của động vật hoang dã. Đây
là hoang mạc diệu kỳ. Nào cùng về miền hoang vu, hù cao cổ, ngựa văn. Nào cùng về miền hoang vu, voi, sư tử. Nào cùng về miền hoang vu, hà mã kia. Savanna, thiên nhiên tươi đẹp. Sân, Linh Dương. Nào cùng về miền hoang vu, Châu Trừng, Đại Bàng. Nào cùng về miền hoang vu, Tê Giác kia. Savanna, thiên nhiên tươi đẹp. Na 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 na, cùng về miền hoang vu nào. Na 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 na, mua cá vui cùng nhau. Hoang mạc châu Phi. Voi rất khỏe mạnh nha. Bạn ơi thật vui quá. Xem chiếc voi đi nào. Ôi, chiếc voi dài làm sao. Voi hút nước là voi hoa sen đè. Lấy đồ ăn bằng voi luôn nha. Bạn ơi thật vui quá. Xem chiếc voi đi nào. Xem voi thôi kìa. Voi là động vật có vú lớn nhất đó nha. Yeah. Bạn ơi thật vui quá. Xem chiếc voi đi nào. Voi rất khỏe mạnh nha. Bạn ơi thật vui quá. Xem chiếc voi đi nào. Ôi, đôi tai thật to. Hai tay voi sẽ làm gió mát nè. Nhưng sẽ xua rồi bay bay đi. Bạn ơi thật vui quá. Xem chiếc voi đi nào. Xem voi thôi kìa. Chúng voi vui vẻ. Mình tìm đi. Đuôi ngựa vàng dùng để phú rùi. Dùng đuôi để ngồi chuột tôi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Đuôi công thì đẹp quá chừng. Đôi con thầy đè vái chào. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Thôi được rồi, để mình đi tìm đuôi của mình một lần nữa. Hả? À ha. Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Bạn có thấy cái đuôi heo không nào? Bạn ơi giúp mình tìm đi. Hà mã thì dùng phổi mông. Đôi cá thì dùng để bơi nè. Ồ không, nó không phải đuôi mình. Làm sao bây giờ đây? Hả? Sân 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 tút tút bầm bầm len kem. Sân 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 tút tút bầm bầm len kem. Lên tàu thôi. Tút tút hãy lên tàu hỡi mọi người. Dạo chơi học tên của muôn thú. Tút 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 hãy lên tàu hỡi mọi người. Xe lửa ABC thật vui nhộn. Tút tút. A. Alpaca. B. Bat.
Chameleon. D. Dolphin. E. Elephant. F. Flamingo. G. Giraffe. H. Hedgehog. I. Impala. J. Jaguar. K. Koala. L. Lamb. M. Meerkat. A. Nightingale. Tút tút, hãy lên tàu hỡi mọi người, dạo chơi học thêm không muốn thu. Tút tút, tút tút, hãy lên tàu hỡi mọi người, xe lửa ABC thật vui nhộn. Tút tút. O. Ostrich. P. Panda. Q. Quail. R. Raccoon. S. Skunk. T. Turtle. U. Uriel. V. Vulture. W. Walrus. X. X-ray fish. Y. Yak. Z. Zebra. Tút tút, chiếc tàu quay về rồi, và đây là chim cún. Lên tàu thôi. Tút tút, chiếc tàu quay về rồi, để sao chi hành trình. Tút tút. Say xưa kêu bò trong nông trang kêu lên ồm bò quạc hí hò ồm bò đi 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 tiêu hiss hiss đi 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 tiêu squawk squawk đi 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 tiêu girl girl đi 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 tiêu bay thai cuộn thân trong rừng là cô răng hiss 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 từ sân bao la về ta ngân nga squawk 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 từ đâu lao ra là một chú hổ girl girl hiss squawk girl trong đêm cu cu mèo hoang lang thang trong đêm vắng và đâu đây là chàng sói còn gọi là tên gấu tuôi sống ở nơi đất nước Úc. Khô la 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 có bộ lông thật xăm mềm. Koala tớ chẳng sợ ướt đâu nè. Koala ta làm quen nhau đi nào. Koala tớ chính là gấu tuôi đây. Koala yeah thích nằm ngủ suốt ngày gọi là tên gấu tuôi sống ở nơi đất nước Úc.